Vâng xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh của Khanh Báo TV của chúng tôi ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho phép Khanh báo xin được gửi lời chúc sức khỏe, lời chào cho trọng nhất tới toàn thể các quý vị và các bạn. Xin được kính chúc cho tất cả mọi người có một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Thì đến với tin tức mới nhất ngày hôm nay liên quan tới vụ việc bé trai Thái Lý Hậu Nam rơi xuống trụ bê tông tại Đồng Tháp. Đến nay vẫn chưa được đưa cháu lên bờ. Kính thưa quý vị là trong cái thời gian vừa qua đã trải qua ngày hôm nay là ngày thứ 16 vẫn chưa đưa được cháu lên trên bờ để trao trả cho gia đình và để tiếp tục gia đình lo hậu sự mai táng cho cháu để đưa cháu về nơi nghỉ cuối cùng. Thì trong nhiều ngày hôm nay các cái lực lượng chức năng cũng như là những cái lực lượng cứu hộ cứu nạn vẫn đang ngày đêm miệt mài và vẫn đang tiếp tục đưa những máy móc thật sự cao cấp vào hiện trường để cố gắng làm sao uh, nhổ được cọc bê tông lên để đưa cháu thái liệu nam lên trên bờ một cách an toàn thì tính đến thời điểm này thì ngày hôm nay thưa quý vị cũng đã là ngày thứ 16. Thì uh, thông tin mới nhất về vụ bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông chống rỗng uh, vụ bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông chống rỗng ở Đồng Tháp xảy ra được hơn nửa tháng rồi thưa quý vị. Uh, hiện tại thì tình hình uh, mới nhất đưa ra thì vẫn chưa đưa được cháu lên trên bờ. Theo cái thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông của tỉnh Đồng Tháp vào ngày 15 tháng 1 tức là ngày hôm nay đấy đội cứu hộ đã nhổ được ống vách tại công trình cầu Rọc Sen, huyện Thanh Bình. Đấy, thưa quý vị là hôm nay là theo cái thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông của Đồng Tháp thì ngày hôm nay ngày 15 tháng 1, đội cứu hộ đã nhổ được ống vách tại công trình cầu Rọc Sen. Đã nhổ được cái ống vách thứ nhất thưa quý vị. Đã nhổ được ống vách tại công trình cầu Rọc Sen thì hôm nay đã nhổ được cái cọc lên rồi thì các quý vị cũng chúng ta tiếp tục theo dõi những cái Uh, thông tin và những cái biến chuyển tiếp theo Theo đó thì uh, Ống vách D1600 Được nhổ bằng cầu 80 tấn Đấy quý vị uh, Đây là được nhổ bằng cái cầu 80 tấn Thì cái cầu 80 tấn này thì ngày hôm qua Ngày hôm kia thì cũng bị uh, Nó bị hỏng cái ống dẫn dầu Cho nên là nó cũng bị hạn chế về cái việc uh, Cứu hộ cứu nạn càng chậm trễ thêm một chút Thì do là rất là nhiều Những cái thông tin đăng tải Thưa quý vị là uh, nó nhiều cái rắc rối nhiều cái thông tin là đăng tải nó hơi bị bóp méo sự thật đâm ra là cũng làm cho những cái người cứu hộ cứu nạn bị mang tai mang tiếng cũng rất là nhiều thưa quý vị chúng ta hãy nghe cho nó chính xác những cái thông tin để mà rồi chúng ta sẽ truyền tải lại cho mọi người vì là cái máy nó hỏng thì là bên cạnh đó thì có ngay những cái đội cứu trợ cứu hộ về máy thì cũng đã trực tiếp ở tại đó và cũng sửa chữa và hiện nay thì máy cũng đã ổn định và theo đó thì cái ống vách 1 d 1600 được nhổ bằng cái cầu 80 tấn uh, có treo búa dung 90 kW trước khi nhổ ống vách đội phải dùng cọc ván thép dung hạ để phá ma sát giữa đất với thành ống đó thì thưa quý vị là phải dùng đến cái uh, cái, cái cái treo búa dung đến 90 kW trước khi nhổ ống vách đội phải dùng cọc ván thép dung hạ để phá ma sát giữa đất với thành ống. Thưa quý vị là cái đất với cái thành ống nó dính chặt nhau quá nhiều cho nên là cũng phải phá ra, cũng phải phá ở thành ống ra thì mới mới đưa lên được. Cái này nó rất là gian nan vất vả thưa quý vị. À, sau khi nhổ xong đội thi công thực hiện kiểm tra tình trạng hố móng, dọn dẹp mặt bằng, gia cường lại các cái vị trí đứng thiết bị sau đó rồi đội tiến hành điều chuyển thiết bị cần thiết cho đội công tác đào đất và vị trí và hạ bốn cọc ván thép dẫn hướng cho cầu cạp. Đấy, bây giờ phải hạ 4 cọc ván thép. Đấy, dẫn hướng cho cầu cạp để đưa xuống, thưa quý vị. Thì Tiếp theo là, trước đó ngày 14 tháng 1, ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, cái lực lượng cứu hộ đã lắp đặt xong uh, khung chống tầng thứ sáu. Đồng thời, tổ điều hành cứu nạn cứu hộ đã hàn khung giữ tạm ống vách, thực hiện dung hạ 28 mét cọc cừ ván thép để giữ ổn định cọc bê tông trong ống vách đấy thì cái này là quý vị phải hiểu là thực hiện dung 28 m cọc đấy, cừ ván thép để giữ ổn định cái cọc bê tông trong cái ống vách này để cho um, các cái lực lượng cứu hộ của cũng dùng cái cọc cừ ván thép 18 m để phá vỡ cái ma sát đất ở cái khu vực giữa ống vách và ba cọc bê tông để tiến hành rút ống vách cho nên ủy ban nhân dân tỉnh đồng tháp Uh, đã thông tin và thưa quý vị và các bạn là uh, cái lực lượng cứu hộ cũng dùng dọc cừ ván thép 18m để phá vỡ ma sát đất khu vực giữa ống vách và ba cọc bê tông để tiến hành uh, rút ống vách. Hay cho nên trước đó thì uh, trưa ngày 31 tháng 12 thì uh, tất cả những cái lực lượng này đã được uh, uh, đưa về và cũng như là được điều tiết về để uh, củng cố và cũng như là lắp đặt và để phá vỡ tất cả những cái mà nó liên quan tới cái cái trụ bê tông này để làm sao mà cố gắng để đưa được cháu thái Lý Hậu nam lên thì trong những cái lực lượng này thì thật sự thưa quý vị là nó gặp rất là nhiều cái khó khăn trong cái thời điểm này. Cho nên đến hôm nay đã là ngày 24 rồi thưa quý vị, 24 tháng 12 năm 2022. Cũng chỉ còn có 6 ngày, 7 ngày nữa thôi là tới Tết Nguyên Đán. Thế cho nên là cái lực lượng cứu hộ này là cũng rất là mong muốn càng nhanh càng tốt để mà cố gắng làm sao mà đưa được cháu thai lý học nam lên bờ để mà trao trả cho gia đình thế các quý vị phải tưởng tượng là những cái lực nó ép xuống thật sự là rất là sâu mà bên dưới nó thì đất sét thì thật sự nó rất là cứng cho nên là phải làm dùng đủ mọi phương 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 tiện và dùng đủ mọi cách để mà làm sao mà đưa được cái trụ bê tông lên thế nhưng mà khi đưa cái trụ bê tông lên là phải đảm bảo an toàn cho ba cái cọc này ví dụ ba cái đoạn nối với nhau thưa quý vị nó có ba đoạn nối thì nó nó những đoạn nối là nó có hai đoạn hàn thì cho nên là chúng ta rút đóng xuống thì thì dễ nhưng mà khi rút lên chúng ta phải thận trọng hết sức thận trọng không là nó sẽ bị đứt mà một khi mà nó đã đứt lìa ra rồi thì thật sự là cái hậu quả nó cũng khôn lường thưa quý vị. Thế cho nên là tất cả mọi cái phương tiện bây giờ đang được uh, lúc nào cũng cũng trực thuộc và lúc nào cũng uh, thay phiên nhau để mà uh, thay phiên nhau để 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 có cái thời gian nghỉ ngơi và đội này xuống đội kia lên Để mà thực hiện làm sao hết sức Trong vòng vài ngày tới Là phải đưa được trụ bê tông lên Và để giải cứu cái thi thể Của cháu Hạo Nam ra ngoài Để mà đảm bảo an toàn cho cái thi thể Của cháu còn nguyên vẹn để trao trả cho gia đình Trong mấy ngày hôm nay thì Thật sự thưa quý vị là cái uh, Gia đình của cháu Thái Lý Hạo Nam Thật sự bố mẹ rất là bất ổn Về tâm lý Thế Cho nên là tất cả mọi người cũng động viên cho gia đình rất là nhiều Cũng mong sao là gia đình hãy cố gắng ổn định tinh thần cũng như là ổn định về mọi mặt để cùng nhau uh, với đội cứu hộ cứu nạn để cố gắng làm sao mà đưa cháu Thái Liệu Nam về trước cái ngày Tết. Thì uh, theo cái quan niệm của Việt Nam chúng ta thì thật sự thưa quý vị là nó cũng có một chút tâm linh. Thì cái tâm linh ở đây là Khanh đã muốn nói là cái gì ạ? Vì cái chuyện uh, cách đây mấy năm có một cháu bé 16 tuổi cũng bị sát hại rồi phải lập miếu bởi vì cháu rất là thiêng. Lập miếu ở đó thì lập miếu tại đó thì là do cái nhiều cái nó cũng thật sự nó cũng hơi khó nói Thế cho nên là cháu Thái Liệu Nam này đi Nhật Ve Chai đi qua đó thì có Cũng có lấy đồ ăn ở chỗ đó Thấy à, rất là nhiều người cũng nói chuyện như vậy Thế cho nên là đến bây giờ thì thật sự thôi thì Thuốc cha ma cầu dân gian chúng ta vẫn vậy rồi Thuốc cha thì ma cầu Chúng ta hãy cũng gọi là khấn nguyện khấn cầu một chút Để mà cho cái việc giải cứu cháu bé cho nó dễ dàng hơn vì thế này thưa quý vị, ở khu vực chỗ mình, chỗ Khanh Béo đây cũng có rất là nhiều những cái cây đa của thụ đó thưa quý vị Thì có những chỗ mà uh, cây đa của thụ người ta muốn phá đi để người ta làm đường hoặc làm cái gì đó Thế cho nên là cứ máy múc đưa vào, máy múc đưa vào là chết, máy múc đưa vào là chết máy, không thể làm nổi Thế sau mãi sau này thuê được một người lên cắt được hai cành thì người đó ngã xuống và bị gỗ đè vào nhưng may là cũng không không việc gì Bị gỗ đè chỉ bị chấn thương nặng thôi chứ không 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 chết thưa quý vị Cho nên là cái tâm linh này thật sự ra để mà nói nó cũng có một cái gì đó Nó cũng rất là đôi khi chúng ta phải tín thưa quý vị à, Thật sự Khanh Béo cũng không tín lắm Nhưng nhiều khi chúng ta cũng phải Cũng hơi phải tin về một chút cái vấn đề tâm linh này Cho nên là cũng mong sao là tất cả chúng ta hãy cùng nhau là Thôi thì chúng ta thuốc cha ma cầu chúng ta cầu nguyện Làm sao để cho uh, cháu Thái Lý Hậu Nam thật sự nhanh chóng về với gia đình thì để cho bố mẹ cũng như tất cả gia đình cũng như toàn thể bà con nhân dân chúng ta được yên lòng Và Khanh Béo TV cũng xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video Và chúc cho mọi người có một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống Và quý vị xem xin hãy ấn đăng ký kênh, like, chia sẻ và đừng quên nhấn chuông đồng hộ cho Khanh Béo TV Xin được chân thành cảm ơn các quý vị và các bạn rất nhiều Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo